Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đức Phật thuyết kinh Pháp Diệt Tận. Như thật tôi nghe, một thời Đức Phật ở thành Câu Thi Na, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn trong vòng 3 tháng nữa, nên các tỷ khưu, tỷ khưu ni cũng như vô số các loài hữu tình đến để cung kính quy y và đảnh lễ. Thế Tôn an trú trong định, Ngài không nói một lời và hào quang không còn xuất hiện. Ngài A Nan cung kính đảnh lễ và hỏi: Bạch Thế Tôn, từ trước đến nay, bất kỳ khi nào Thế Tôn thuyết pháp, ánh sáng từ oai nghi của Thế Tôn tự nhiên xuất hiện. Nhưng hôm nay trong đại chúng không thấy ánh hào quang ấy từ Thế Tôn tỏa ra nữa. Chắc hẳn có nhân duyên gì, chúng còn muốn nghe Đức Thế Tôn giảng giải. Đức Phật vẫn im lặng không trả lời, cho đến khi A Nan cầu thỉnh đến 3 lần. Lúc đó Đức Phật mới bảo A Nan: Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa môn. Nó sẽ xuyên tạc và phá hoại giáo pháp của ta. Nó mặc y phục của hàng cư sĩ, ưa thích y phục đẹp đẽ, và giới y thì may bằng loại vải có màu sặc sỡ. Nó uống rượu, ăn thịt, giết hại các sinh vật khác và tham đắm thọ hưởng cao lương mỹ vị. Nó không có lòng từ bi và thường mang lòng sân hận, đố kỵ lẫn nhau. Vào lúc ấy sẽ có các vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-La-Hán hết sức tôn kính và siêng năng tu tập tịnh giới. Các vị này sẽ được mọi người kính trọng. Lời dạy của họ rất hoàn hảo và bình đẳng. Những người tu đạo này thường cứu giúp những người nghèo, lưu tâm đến những người già yếu, và họ thường cứu giúp và khuyên giải cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn vào mọi lúc. Họ thường khuyên khích mọi người thờ phượng, hộ trì kinh pháp và quán tưởng đến Đức Phật. Họ thường làm các việc lành, tâm kiên định, đầy lòng từ bi và không bao giờ nhiễu hại kẻ khác. Họ thường không ích kỷ mà thường nhẫn nhục, nhu nhuyễn, từ bi và hòa ái. Nếu những vị này hiện hữu thì các loại tỷ khưu tà ma này sẽ ganh ghét họ, ma quỷ sẽ quấy rối phỉ báng họ, đánh đuổi họ ra khỏi trụ xứ và hạ nhục họ. Nó đánh đuổi các vị tỷ khưu chân chính ra khỏi tăng viện. Sau đó các tỷ khưu ác ma này không tu đạo thanh tịnh, các tu viện sẽ bị hoang vắng, cỏ dại mọc đầy. Thay vì phải chăm sóc và bảo trì già lam khỏi trôi vào hoang phế và lãng quên, các tỷ khưu ác ma sẽ chỉ tham lam lợi dưỡng và tích chứa vô số của cải, khước từ việc chia sẻ cho người khác hoặc sử dụng tài sản vào việc tu tạo phước đức. Vào lúc đó, các ác ma tỷ khưu sẽ mua và mướn nô lệ để cày ruộng, chặt cây và đốt phá rừng núi, sát hại các sinh vật mà không cảm thấy một chút thương xót. Những nam nô lệ này sẽ trở thành các tỷ khưu tăng và nữ nô lệ thành tỷ khưu ni, hoàn toàn không có đạo hạnh, điên cuồng đắm mình trong dâm loạn. Trong sự mê muội dơ bẩn ấy, họ không thể nào phân biệt được đàn ông, đàn bà ở trong tu viện. Từ sự việc này, chánh đạo bị suy yếu dần. Những người chạy trốn luật pháp sẽ tìm đến quy y trong đạo của Như Lai. Muốn làm sa môn nhưng không chịu quán sát và thực hành luân lý đạo đức. Giới luật vẫn được tụng đọc 2 lần mỗi tháng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Do lười biếng và phóng dật, không ai còn muốn nghe nữa. Những ác sa môn này sẽ không muốn đọc toàn văn bản kinh, tóm tắt đoạn đầu và cuối bản kinh theo ý của nó. Chẳng bao lâu, việc tụng tập kinh điển cũng sẽ chấm dứt. Cho dù vẫn còn nhiều người tụng kinh, nhưng họ lại không biết đọc. Tuy thế, những người vô tư cách vẫn khăng khăng cho họ là đúng đắn, đầy tự phụ, kiêu căng, ngạo mạn. Những người này thấy mình nổi tiếng và đầy danh vọng. Nó bày đặt phong cách tao nhã để mong thu hút nhiều của cúng dường từ mọi người. Khi mạng căn của các ma ác tỷ khưu này chấm dứt,
thần thức của họ liền đọa vào địa ngục A Tỳ. Đã phạm phải năm tội trọng, nên họ phải chịu khổ và tái sinh liên tục trong loài quỷ đói và súc sinh. Họ sẽ nếm vô vàn nỗi thống khổ khi họ phải trải qua cảnh giới như thế trong vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng. Khi đã thanh toán các chướng nạn xong, họ sẽ tái sinh ở những vùng biên địa nơi tam bảo chưa được lưu hành. Khi chánh pháp sắp biến mất, phụ nữ sẽ trở nên tinh tấn và họ dành nhiều thời gian để làm việc thiện. Đàn ông sẽ trở nên lười biếng và sẽ không còn ai giảng pháp nữa. Những vị sa môn chân chính sẽ bị họ xem như cọc cây khô và không ai tin ở các vị ấy nữa. Khi chánh pháp sắp suy tàn, chư thiên sẽ bắt đầu khóc lóc, sông sẽ khô cạn và năm loại ngũ cốc không có để thu hoạch, mất mùa, đói kém. Các bệnh dịch thường xuyên xảy ra, cướp đi vô số mạng người. Số đông dân chúng phải làm việc quần quật khổ sai, trong khi các quan chức địa phương mưu tính lợi riêng, không ai màng tính đạo lý. Mặt khác, dân số gia tăng còn nhiều hơn cả cát trên bờ đại dương, nhưng khó tìm thấy người có thiện tâm, hầu như chỉ có được một hoặc hai người. Khi kiếp giảm đến gần, vòng quay của mặt trăng và mặt trời trở nên ngắn hơn và mạng sống của con người thu ngắn lại. Tóc của người trở nên bạc vào lúc 40 tuổi vì họ tham đắm trong dâm dục. Họ mau bị cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết vào lúc còn rất trẻ, thường là trước 50 tuổi. Khi mạng sống của nam giới giảm, thì mạng sống của nữ giới tăng đến 70, 90 hay đến 100 tuổi. Những dòng sông lớn sẽ phát sinh dòng chảy bất thường, không đúng với chu kỳ tự nhiên, nhưng con người không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc nghiệt được xem là điều dĩ nhiên. Người thuộc các chủng tộc bị lai tạp nhau một cách ngẫu nhiên, họ không còn tôn trọng danh dự và trung đạo nữa. Họ sẽ bị xoay dần, chìm đắm và trôi nổi như những sinh vật được thuần dưỡng. Lúc đó, các vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-La-Hán không còn cùng tu tập với nhau trong một hội chúng chưa từng có như trước nữa. Vì họ đều bị ma quỷ quấy rối, họ không còn cộng trú trong tăng đoàn, nhưng giáo lý Tam Thừa vẫn được lưu hành ở vùng hẻo lánh. Những người tu tập vẫn tìm thấy sự an tịnh, an lạc và trường viễn. Chư thiên sẽ bảo hộ cho họ và mặt trăng sẽ chiếu sáng họ. Giáo pháp Tam Thừa sẽ có dịp hòa nhập và chính đạo sẽ hưng thịnh. Tuy nhiên, kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội sẽ bị sửa đổi trước tiên rồi biến mất. 12 bộ kinh sẽ dần dần bị tiêu trầm cho đến khi hoại diệt hoàn toàn và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Văn tự kinh điển sau đó hoàn toàn bị lãng quên, giới y của Sa Môn bị biến thành màu trắng. Khi giáo pháp của Như Lai sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bừng tia sáng hưng thịnh như thế rồi suy tàn. Sau thời kỳ này, khó nói được điều gì chắc chắn sẽ xảy ra. Thời kỳ này sẽ kéo dài suốt 10 triệu năm. Khi Đức Phật Di Lặc sắp thị hiện ở thế gian để thành vị Phật tiếp theo, các cõi nước đều được hoàn toàn an vui. Ma khí sẽ bị tiêu tan, mưa nhiều và đều đặn, vụ mùa sẽ được bội thu, cây cối xum xuê cao lớn và loài người sẽ cao to đến hơn 24 mét. Tuổi thọ trung bình của con người sẽ đến 84.000 năm. Khó có thể tính đếm được bao nhiêu chúng sanh đạt được sự giác ngộ giải thoát. Ngài A Nan thưa thỉnh Đức Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con nên gọi kinh này là gì và làm thế nào để phụng trì kinh ấy? Đức Phật bảo: Này A Nan, kinh này gọi là Pháp Diệt Tận. Hãy dạy cho mọi người truyền bá rộng rãi kinh này. Những ai truyền bá kinh này, công đức của những người ấy không thể nghĩ bàn, không thể nào tính đếm được. Khi bốn chúng đệ tử nghe nói kinh này rồi, họ đều rất đau lòng và buồn tủi, mỗi người đều phát tâm tu đạo để đạt đến quả vị tối thượng. Họ cung kính đảnh lễ Đức Phật
rồi lui ra. Trích từ Sao Lục của Sen Du, bản dịch Hán văn Vô Danh, bản dịch Anh ngữ Tỷ Khưu Thích Hằng Thật, Vạn Phật Thánh Thành Mỹ Quốc, bản dịch Việt ngữ Thích Nhượng Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm Đại Tòng Lâm. Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Thủ Lăng Nghiêm, quyển 1. Sa Môn Bát Thích Mật Đế, người Trung Thiên Trúc, dịch vào đời Đường. Sa Môn Di Già Thích Ca, người nước Ô Chành, dịch ngữ. Sa Môn Hoài Địch, chùa Nam Lâu, núi La Phù, chứng minh bản dịch. Đệ tử Thọ Bồ Tát Giới tên Phòng Dung, hiệu Thanh Hà, chức Tiền Chánh Nghị Đại Phu, đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự Bút Thọ, nhuận bút. Tuyên Hóa Thượng Nhân, Vạn Phật Thánh Thành, Bắc Mỹ Châu Hoa Kỳ lược giảng. Đệ tử Thọ Bồ Tát Giới, Phương Quả Ngộ, ghi chép. Ha ha ha,